Thiện muốn chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của Thiện bơm nước mini Nhật Bản. Ngày hôm nay Thiện lên một số lô, giờ cho bà con lấy phụ tùng nè, bơm nước nè, cắt cỏ đồ này nọ nè, có một cái số động cơ là giờ lấy phụ tùng là đầu áp đầu đồ nè. Đó rồi thì giờ bà con lấy phụ tùng nha. Đó thì Thiện sẽ phân lô cái giá hợp lý cho bà con. Thì ngày hôm nay Thiện sẽ lên cái lô này, Thiện sẽ không bao phí vận chuyển, và Thiện sẽ bao những cái gì ở trên kênh, có cái gì là bán cái nấy nha bà con, có gì bà con hưởng cái nấy. Còn những cái con nào mà nó đủ đồ thì Thiện nói đủ đồ, và nó thiếu thì Thiện nói thiếu nha. Đó vì vậy cho nên bà con xem kênh kỹ dùm cho Thiện để mà chốt đơn. Thì ngày hôm nay Thiện sẽ đi từ cái lô 50 đổ lên. Thì ngày hôm qua Thiện đã lên kênh, là bữa nay là mùng 9 rồi, thì Thiện lên cái kênh này thì đi từ cái lô 50 đổ lên nha cho bà con nha. Thì Thiện thanh thủ xả bớt đồ phụ tùng để cho bà con, tại nằm tầm thứ ba thứ tư là phun voi phun thuốc giờ tiếp rồi. Cho nên ngày hôm nay Thiện sẽ hạ giá và bán giá siêu rẻ cho bà con, để bà con lấy những cái con nào nó phù hợp giờ lấy phụ tùng hay gì đó, hay giờ mình sửa này nọ nha. Thì bà con xem kênh của Thiện thì bà con hãy đăng ký kênh và chia sẻ giùm cho Thiện một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ giùm cho Thiện nha. Thì để cho mà Thiện còn phát triển, mà để mà phục vụ bà con tận tình hơn. Đó, còn cái nào mà Thiện bà con mà không hiểu hay là giờ máy gì đó thì bà con cứ kết bạn Zalo là để Thiện tư vấn thêm, để mua con máy giờ mình làm cho nó phù hợp. Đó, chứ nhiều lúc bà con mua máy giờ mà bà con không biết sửa, bỏ tiền ra thì nó 200-300 nó cũng rẻ, nhưng mà cũng phải là một cái đồng tiền cũng như nửa ngày công, một ngày công của mình, nó cũng rất tiếc nha. Cho nên bà con thấy cái con máy này nó phù hợp, hay là mình thấy mình coi cái kênh mà nó chưa có rõ quá, thì bà con hãy nói kết bạn và Thiện sẽ quay lại cho bà con. Đó, để bà con mua giờ để mình làm cái công việc mình cho nó phù hợp nha. Rồi ngày hôm nay Thiện sẽ vô từng lô lại. Lô 50 nè. Lô này là lô 50 nha bà con. Con này là Rubin Cup. Con này nồng nó lên tới là 34 ly nha bà con. Con này đầy đủ đồ, hơi lửa có đầy đủ luôn, mờ xăng vô họng, buri là đã nổ luôn. Đó, nổ ok hết nha. Đó, mờ vô đây là giật nổ luôn. Giờ bà con kiểm tra sơ lại cái chén xăng. Đó, kiểm tra sơ lại cái chén xăng thôi. Đó, cái này cái cây này nó bị gãy một chút xíu chỗ này nè. Đó, thấy không? Rồi cái lô 50 này Thiện bao đủ đồ cho bà con nha. Nhưng mà không có bao phí vận chuyển nha. Ngày hôm nay là Thiện không bao phí vận chuyển nha bà con. Bà con lưu ý giùm cho Thiện. Rồi con này Thiện sẽ bán cho bà con là 400.000, không bao phí vận chuyển nha, 400.000, không bao phí vận chuyển. Rồi vô cái 51 nè. Đó, 51 nha. Một cái đầu áp đây là dành cho tum 330 nha. Hơi đồ còn nghe ọc ọc nè. Đó, hơi quay đồ còn ngon lắm nha bà con. Đó, rồi bán cái con đó hơn nghe hơi nè. Đó, đầy đủ quanh hồi quanh đồ còn đầy đủ hết nha. Rồi cái này Thiện sẽ bán cho bà con là 350.000 nha, con 51 350.000. Rồi vô cái lô 52 nè và 53 nè. Đó, lô 52 53. Đó, lô 52 53 nè. Một con này là nó đủ đồ hết nha, và đủ đồ quanh hồi quanh đồ đầy đủ nè. Đó, quay được luôn nè nha bà con. Đó, quay được luôn nè. Ừ, quay được. Và con này cũng vậy, cũng là quay được luôn. Đó, quay được luôn, nhưng mà nó bị mất hai cái nút nhớt nè nha bà con. Mất hai cái nút nhớt. Đó, mất hai nút nhớt nè. Rồi cái lô này Thiện sẽ bán cho bà con hai con này là 400.000. Đó, hai con 400.000 là lô 52, hai con 400.000 nha. Rồi vô cái lô 53 nè. Đó, 53 nha, một con Kawasaki nòng xéo nha, đồ UHV nha bà con. Đồ UHV. Đó, con này nè. Tình trạng là bị dính cứng nè nha bà con. Tình trạng bị dính cứng, nó nằm trên cái đầu áp. Thì đầu áp này á thì nó mất cái vàng ti ở dưới nè. Đó, tình trạng dính cứng nó là tu nhanh nha bà con. Đó là tu nhanh. Đó thì cái con này ngày hôm nay Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 1 triệu luôn. Đó, hạ giá cho bà con luôn, bán cho bà con 1 triệu nha. Dòng Kawasaki này nằm đời UHV nha, nằm xéo nha. Đó, rồi bán con số 53 này cho bà con 1 triệu. Rồi số con 54 nè. Một con Mitsubishi 140 nha bà con. Đó, nhưng mà tình trạng là nó không có chiến xăng nè. Đó, không có chiến xăng nha. Hơi lửa rồi có đó. Đó, hơi đồ ngon lắm nè bà con coi nè. Đó, hơi ngon lắm nha. Đó, hơi rất ngon nha bà con. Rồi cái con 54 nè, bình xăng dưới đàng hoàng nha, Mitsubishi 140. Rồi con này Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 350.000 nha. Đó, 350.000. Đó. Con 54 350.000 nha. Rồi vô con 55 nè. À, vô con 55 nha. Một con bơm nước sách tay. Con này là con Kuruta, động cơ Kuruta GNMM nha. Nó là 2.6 nha bà con. Hút xả hút 42 ra 34. Đó. Hơi lửa rồi có nha, nó xài sơ nha. Đó, nó bị kẹt ổ giật nè nha bà con. Nè, nó kẹt ổ giật nè. Đó, nó kẹt ổ giật nha. Đó. Xài sơ nha bà con. Nhưng mà tình trạng đó là nó bị rung rung cổ nè. Đó, giờ bà con taro gì đó bà con hàng nhờ lạ nha. Đây nè, nó rung cái cổ nè.
Đây, gãy một chân cho rung cổ này này ha ha ha. Rồi, con này Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 600 ngàn thôi. Ờ, con số 55 600 ngàn nha, nó bị gãy cái chỗ đó. Thiện có nói nè nha, đủ đồ hơi giật hơi là được giật được là nè. Đấy thấy không bà con giùm nè. Ờ, nó dài nè thấy không? Đó. Chưa bị hoàn đúng không? Đó, nó dài nè thấy không bà con thấy không? Rồi, con 55 này bán cho bà con là 600 ngàn. Rồi, vô 56 nè. 56 là một cái đầu áp nha. Đó, đầu áp nha bà con. Đó, đầu áp nè. Con này đầu này là quay được luôn nè nha bà con. Đó, quay được luôn. Rồi bán cho bà con 250 nha. Đó, con 56 250 ngàn nha. 56 250 ngàn bỏ ra. Rồi vô con 57 nè. 57 nè, đầy đủ đồ nè. Đó, con này đầy đủ đồ luôn nha. Nè, quay được luôn nè. Đó, quay được nè, ho kêu nè. Nè. Thấy không? Ho kêu quá không? Đó, giờ bà con bắt lên nha. Đó, nghe ho kêu nè. Đó, ho mà heo mà kêu ột ột vậy là giờ bà con bỏ lên xài luôn rồi đó. Đó, nè ha. Ho ho nó kêu ha. Rồi, 57 này bán cho bà con là 500 ngàn nha. Đó, 57 500 ngàn nha. Rồi, vô con 58 nè. Một con bông nước mini sách tay nha. Đó, nè. Con này giật được nhưng mà nó bị chuột dây giật nè. Lúc giật được, lúc không nha. Nè, nè. Đó, bao là giật được nha. Bao lửa, bao đủ đồ luôn. Đó, bơm đồ này đầy đủ nè. Đó, đầy đủ hết nha. Rồi, bán con này cho bà con là 900 ngàn nha. Đó, 900 ngàn. Giật lúc được, lúc không nha. Nè, nấp nè. Thấy không? Anh bà con nghe nè. Nè. Có lúc giật được nè, nó bị tuột dây giật gì nè. Giờ bà con làm dây giật đồ lại nha. Rồi, con 58 này 900 ngàn nha. Rồi, vô con 59 nè. Một con Robin luôn, móc bình xăng dứ nha. Móc bình xăng dứ. Hơi hám rồi giật được nè. Nè, hơi hám giật rất ngon nè. Thấy không? Thấy không? Đó, hơi rất ngon nè. Rồi, con này móc bình xăng dứ nha. Giờ bà con mua bình xăng dứ bỏ vô nha bà con. Đó, mua bình xăng dứ bỏ vô. Rồi, con này bán cho bà con là 400, 350 nha. Ờ, 350 ngàn luôn. Con 59 350 ngàn nha. Rồi vô con 60 nè. Một con Robin nha. Ờ, Robin cũng là Robin luôn. Ờ, hơi hám rồi nè. Ờ, hơi nè. Thấy không? Hơi hám rồi được nha. Nhưng mà nó mất chén xăng nha. Ờ, con này nó mất chén xăng nha bà con. Ờ, mất chén xăng luôn nè. Rồi bán cho bà con là 350 ngàn luôn. Ờ, con 60 lại 59 là 350 luôn. Con 350 ngàn. Rồi vô con 61 nè. 61 một cái đầu áp nữa nè. Đó, đầu áp nghe hơi kêu nè. Đó. Bà con nghe kêu ho kêu nè. Đó. Ho kêu rất ngon nha. Rồi bán cho bà con 500 ngàn luôn. Con 61 500 ngàn luôn. Rồi vô con 62 nè. Một con Rubin Cóc nha. Nồng đây là nồng 34 ly nha bà con. Đó, Rubin Cóc nồng 34 ly. Đó. Con này hơi lửa có nha. Bao hơi bao lửa nha. Nè. Nè. Thấy không? Nè. Nè. Thấy không? Bao hơi bao lửa nha. Vô lại nè. Nè. Thấy không? Rồi bao hơi bao lửa cho bà con. Con này bán cho bà con 600 ngàn nha. Con 62 600 ngàn nha. Rồi vô con 63 luôn. Đó. Một con tươi u nha. Tươi u hàng tàu xuất Nhật nha bà con. Đó. Con này tàu xuất Nhật. Con này cũng bao hơi bao lửa cho bà con luôn. Đó. Bao hơi bao lửa luôn nha. Bổ còn luôn. Rồi bán cho bà con này 300 ngàn luôn. Con 63 300 ngàn. Rồi vô con 64 luôn. Đó, cũng là hàng tàu TU, hàng tàu xuất Nhật luôn nha. Rồi, con này cũng vậy, bao hơi bao lửa cho bà con luôn. Rồi, bán cho bà con 300 ngàn luôn. Đó, bán cho bà con 300 ngàn nha. Con này không có bố nha. Đó, con 64 300 ngàn luôn. Rồi, vô con 65 nữa nè. Một con cắt cỏ Tanaka nha bà con. Con này nè, Tanaka. Đó, con này là giật sâu nè, giật được không? Đó, giật hơi hám được có nha. Đó, hơi hám có. Rồi con này bán cho bà con 350 ngàn luôn. Con 65 350 nha. Rồi vô con 66 luôn. Một con bơm nước nữa nè. Rubin nữa nha. Nè giật hơi nè. Nè hơi nè. Đủ đồ nha. Đó đủ đồ. Đó hơi hám rồi đủ đồ nha bà con. Đó con này hình như là nó răng bình chỗ này rồi nè. Đó răng bình chỗ này nha. Rồi bán con này cho bà con là 500 ngàn nha. Con 66 500 ngàn nha bà con. Đó 66 500 ngàn. Rồi vô con 67 luôn, một con Echo luôn. Đó, con Echo luôn nha bà con. Đó, Echo. Con này hình như là Echo gì đây. Hình như con này là con Shindawa nè. Đúng rồi, nó Shindawa mà nó ráp ổ giật Echo nha. Đó, nó Shindawa nè. Đó, Shindawa 23 nè. Đó. Thấy không? Đầy đủ đồ, giật hơi đây. Đó, hơi hám ngon nha. Rồi bán 350 ngàn luôn. Con 67 350 ngàn luôn. Rồi vô con 68 nữa. Một con Robin nữa nha. Con này bởi dàn áo chỗ này nha bà con.
bởi dàn áo chỗ này giật hơi cho bà con đây. Cứng. Rồi, tình trạng dính cứng nha bà con, tình trạng dính cứng bán cho bà con 350 nha, 68 350 nha. Rồi vô con 69 nè, một con Robin luôn nha, con này nó bị hư công tắc rồi nha, ở Robin Subaru, tình trạng dính cứng luôn nè, ở tình trạng dính cứng luôn, con này bán cho bà con là 370 ngàn, con 69 370 ngàn nha, 69 370. Rồi vô con 70 nè, 70 là một con Tanaka nha, bao hơi bao lửa nha, đó bao hơi bao lửa, con này là bình xăng nó bị bở trên này nè, nó bằng mũ thì bà con hàng lại nha, ở bình xăng nó bở dưới trên này nha, ở dưới không có bở nè, ở nó bở trên này nè, ở bà con hàng lại rồi bà xài cũng được nha, ở cái đây bằng mũ mà, cái đây bằng mũ bà con hàng lại thôi, đó hàng lại rồi mình xài thôi. Rồi con này bán cho bà con 600 ngàn nha, bao hơi bao lửa nha, đó 600 ngàn, con 70 đúng không? Rồi vô con 71 nè, một con Mitsubishi 100 nha, ở Mitsubishi 100, tay lái có nè, chấn kẹp có, đầu bò có nha, hơi lửa là có nè, hơi lửa có nha, hơi lửa rất ngon nha, hơi lửa rất là ok luôn nha. Rồi cây này bán cho bà con 500 ngàn luôn, 71 500 ngàn nha. Rồi vô 72 nè, cây này là chấn kẹp đục không có nha bà con, coi có chấn kẹp không? Không. À, hơi đồ ngon nè, thấy không? Hơi rất ngon nha, mà nó không có tay lái nè. Đầu bò có chấn kẹp nha bà con, bao quay được nè, bao quay được. Rồi con này bán cho bà con không có tay lái nha, bán cho bà con là 450 ngàn nha, con 72 450 nha. Rồi vô con 73 luôn, một con Tanaka luôn, đầy đủ đồ luôn, tay lái nè, đó tay lái nó có một cặp bao tay bên nhật dời luôn, coi có chấn kẹp không? Rồi có chén kẹp luôn nha. Rồi giật hơi coi. Đó, hơi hám rồi rất ngon nha. Rồi bán 450 ngàn luôn. Con 73 450 ngàn. Rồi 74 nè. Con này Mitsubishi 100 nha. Nè. Hơi hám rồi còn rất ngon nè. Tay cầm còn nhưng mà đầu bò mất nha bà con. Đó, đầu bò mất. Đầu bò bị mất rồi. Rồi con này tay cầm còn. Hơi hám rồi còn ngon nè. Thấy không? Rồi bán cho bà con này là 380 ngàn. Con 74 380 ngàn nha. Rồi con 75 nè. Hơi nè. Thấy không? Con này là Hikachi nha. Hikachi 23. Đó, Hikachi 23 nè. Con này tay lái nó nhật bắn gãy hết một tay rồi, còn có một tay à. Không có đầu bò. Con này không có đầu bò nha, Hikachi nha. Đó, Hikachi 23. Rồi bán con này cho bà con là 400 ngàn luôn, 73 400 ngàn nha. 75 nha bà con, 75 400 ngàn. Rồi vô con 76 nữa nè. Một con xanh gu nha. Đó, xanh gu nè, tâm rời nè. Nè, hơi hám nè. Hơi nè, hơi nè, còn ngon nha. Đó, không có tay lái, không có đầu bò. Nè, xanh gu nè. Đó. Vô lại nè. Giật được hết nha, bao giật được nha bà con, xanh gu nè. Rồi bán con này cho bà con là 76 400 ngàn nha. 76 400 ngàn. Rồi có hai cây cần luôn. Đó, hai cây cần có một cái dĩa. Đó, chén kẹp đồ còn. Đó, chén kẹp đồ còn nè, hai cây cần nha bà con. Đó, bán hai cây cần này cho bà con nè, có đầu bò, chén kẹp. Rồi bán hai cây này là 250 ngàn nha. Đó, hai cây là 250 ngàn, lô 77. Hai cây là 250 ngàn nha. Đó, có gì hưởng cái đấy nha. Chén kẹp đồ có hết nha bà con, có một cái lưỡng nữa nha bà con. Rồi. 77 rồi hả? Rồi vô con 78 nè. Rồi 78 nè, một con Echo Curit nữa nè. Curit 350 nha. Con này cái bình này là nó còn nguyên nè. Cái này là mất rồi nha, có sao bán đẩy không có nắp UE. Đó, con này nè. Tình trạng là giật được nha, nè. Giật được nè, thấy không? Đó, giật được nha. Rồi. Con này bán cho bà con bà 300 ngàn luôn nha. Đó, con 78 300 ngàn nè. 78 300 ngàn. Rồi vô cái lô 79 nè, một con Yamaha BS 400 nè. Con này là bình vàng lông vàng đồ là còn y nguyên nè. Đó, giật hơi nè. Đó, hơi hám là còn ngon nè. Dàn áo là còn. Nhưng mà nó bị sức đới nha. Con này đã bị sức đới rồi. Đó, bị sức đới nè, thấy không? Đồng với mình bên A2 nó thả nó gớm quá, nhật quýnh tan tành hết rồi nè. Đó. Toàn bộ thân hình là còn, nhưng mà cái đới cái chân là nó bị sức nha. Rồi con 79 nè, bán cho bà con là 350 nha. 79 350 nha.
Rồi vô con 80 luôn, một con Ajax luôn, bị tuột dây giật nha. Đó, bị tuột dây giật nè. Đó, bị tuột dây giật. Rồi, tuột dây giật giật được không ạ? Đó. Con này chắc quay được rồi. Đó, tuột dây giật giờ làm dây giật nha, bình còn nguyên. Đó, con này bình còn nguyên nha. Đó, 79 nha. 79 đúng không? Rồi 79 này bán cho bà con là 350 ngàn luôn. 79 350 nha. Rồi vô con 80 nè. Một con Mitsu 150 nè. Đó, cái nắp này thì cho nè. Đó, bình đồ còn nguyên nha. Bình đồ còn nguyên. Con này là mấy con này là không có chức năng xả lũ đâu nha, chỉ phun voi. Rồi giật hơi ơi. Đó, hơi hãm rất ngon. Rồi con này bán cho bà con là 380 ngàn luôn. Con 80 380 ngàn. Rồi vô con 81 luôn. Một con xịt thuốc luôn, Kawasaki nha, xài Isotep, bình còn nguyên. Tình trạng bị dính cứng nha. Tình trạng bị dính cứng. Rồi bán cho 250 ngàn. Con 81 250 ngàn nha. Đó, 81 250 nha. Rồi vô con 82 luôn. 82 nè. Một con Echo Curit nha. Đó, Curit. Đó, xài quạt nha. Giật hơi nè. Đó, hơi hám còn ngon nha, mất bình xăng nha. Đó, mất bình xăng. Rồi bán cho bà con này 81 bán cho bà con là 250 ngàn luôn. 81 250 ngàn nha. Ngày hôm nay thiện xả hết cho bà con luôn. 250 81 là đúng không? Rồi vô 82 nè. Rồi 82 nè. Một con Robin G260 nè. Đó. Tình trạng dính cứng nè. Tình trạng dính cứng nha. Đó, bán có sao bán vậy, chứng xăng còn con. Rồi con 82 bán cho bà con 250 ngàn luôn. 250 ngàn luôn. Giờ chuyển cái kìm. Rồi bây giờ là vô 83 nè. Một cái đầu xịt thuốc nè. Đó, quay được nha bà con. Mất cái nắp này. Đó, mất nắp này nè. Đó, quanh hồi quanh đồ con, đồng hồ đồ con. Đó, rồi bán cái con này cho bà con là 350 ngàn. Đó, 83 350 ngàn. 84 nè, bán cho bà con lấy phụ tùng nha. Đó, đây không? Mất một cái nắp này rồi nha. Đó, mất nắp này. Quay được nha. Rồi, bán cho bà con này là 250 nha. Con 84 250 ngàn nha. Vô con 85 nè. Đó, quay được luôn nha. Rồi, con này quay được được cũng được ok. Rồi, 85 bán cho bà con 300 ngàn luôn. 85 300 ngàn nha. Rồi, vô con 86 luôn. À, con này nó bị sứt ốc nè, một con, hai con. Đưa hết cái đó qua luôn. Rồi. Ba con. Bốn con. Đó, bán cho bà con lấy phụ tùng nha. 1 2 3 4. Cái này là nó còn cây dơn. Đó, dàn áo. Đó, dàn áo nha, bán cái lô này là lô 86 500 ngàn nha. Đó, gồm 4 đồ, 4 món. Đồng nè, rồi bán cà rem. Đục cái đây đồng nè nha, đồng chắc luôn. Đục nè. Đây là đồng thao á. Đó, rồi 86 500 ngàn, gồm một đống. Rồi. Rồi 87 nè. Lấy hết. 87. Một con kia. Đó. À, con đó bỏ qua đây. Con đây. Rồi 5 con. Rồi 6 con. Rồi 6 con nha bà con. Đây 6 con, tình trạng quay từ từ nè. Con này còn chiến xăng nè, ủ giật còn nè. Đó. Đây là hàng tươi u, hàng tàu xuất Nhật nha. Đó, con này không có chiến xăng. Đó, có sao mà bán vậy nè, quay từ từ cho bà con xem. Bán cho bà con lấy phụ tùng á. Bình xăng bình đồ nè. Đó, bình xăng của thằng TL33 nè. Đó, thằng này là TL33 hàng tàu nè. Đó. Thấy không? Chiến xăng nè. Còn chiến xăng nè. Rồi, 1 2 3 4 5 6. Đó, 6 con, cái lô này là lô 87 nha. 87 lô này 87 bán cho bà con 500 ngàn luôn. Lô 87 gồm 2 4 6 500 ngàn. 87 500 ngàn. Rồi ra. Rồi lụm hết mấy cái đống đó qua đây. Rồi phân ra 2 3 lô đi.
trợ hết luôn. Rồi phân cho hai lô cho bà, hai ba lô cho bà con xài. Đó, bây giờ Thiện sẽ phân nồng lớn trước nè. Đó, nồng lớn nè, nồng lớn, nồng lớn nè. Đó. Nồng lớn nè. Nồng lớn nè. Đó, nồng lớn nha. Đây là cái lô này là gồm là con 80 lô 88. Nồng lớn 1 2 3 4 5 6. Đó, nồng lớn nha. Đó, nồng lớn nè. 8 cái. Mấy cái là 1 2 3 4 5 6 7 cái thôi nha. Đó, 7 cái. Rồi, 7 cái này bán cho bà con 400.000 nha. Nồng lớn không nha. Đó, 7 cái này là 88. Con có không có? 7 cái bỏ qua ra đây. Đó, 7 cái nha. 7 cái 400.000. Rồi, vô. Mấy cái? 1 2 3 4 5 6 6 cái nha bà con. Rồi. Hai cái cây cưa. Đó, hai cưa nè, nồng còn đẹp nè. Đó, hai cây cưa nha. Rồi, hai cái cưa này là 89. Đó, 89 bán cho bà con là 50.000. 89 50.000 nha. Đó, 89 50.000. Rồi, vô thêm lô nữa, hai lô luôn. Chuyển phân ra hết luôn. 2 3 4. Rồi 6. Rồi, lô 89 hả? 90. Nè, 90 nha. 1 2 3 4 5 6. Đó, 90. Lô 90 là bán 300.000. Đó, 90 300.000 nha. Nồng 34 không à nha bà con. Đó, nồng 34 không à. Đó, giờ bà con lấy cái gì bà con lấy nha. Bình xăng đồ còn nguyên nè. Đó, dàn áo dàn đồ, lô 90 300.000. Rồi, dồn hết một cái lô này vô lô 91 luôn. Đó. Lô 91 nè, 1 2 3 4 5 6. Bình xăng có 3 cái. Chén xăng có một chén xăng, một chén xăng, một chén xăng. Đó, một con này là con Tanaka nè. Tanaka phun 340. Con này tung TG. Con này là TG nè. Đó, TG nè. Đó. Con này là con này là con TL, TL hàng tàu xuất Nhật nè. Đó. Con này nằm con lớn nè. Đó. Con này cũng bình xăng cũng TL nữa nè, bình xăng đồ còn ngon lắm nè. Đó, mấy cái bình xăng luôn. Con này tâm lớn nè, con này bơi 328 gì đây nè. Đó, thấy không? Rồi, 1 2 3 4 5 6. Đó, cái lô này lô 91 lô cuối cùng nha. Đó, 91 này lô cuối cùng bán cho bà con 450.000 nha. Đó, 450.000 lô 91, 450.000. Rồi, ngày hôm nay Thiện xả đồ phụ tùng cho bà con đó, bà con thấy ưng những cái lô nào. Giờ thì bà con cứ alo kết bạn Zalo chốt số thì 44 cái đó 450.000. Đó, thì ngày hôm nay Thiện lên đó rồi chạy chuẩn bị hàng của Thiện sẽ phun vôi rồi. Rồi Thiện sẽ lên kênh nữa cho bà con phun thuốc bơm nước rồi Thiện sẽ ra ngày nào Thiện cũng đang dài bà con test nổ cho bà con luôn. Có thể là bắt đầu từ đây đủ giờ tới Thiện sẽ test chừng một ngày. Cứ lên kênh cho bà con là ba con Thiện sẽ test nổ cho bà con. Để cho bà con tham khảo, nhiều bà con ngại là máy không nổ. Đó, thì bà con cứ bình luận là nói Thiện là Thiện cũng lưu ý. Để Thiện sẽ sửa lại và Thiện sẽ đăng ít thì Thiện mới test nổ được cho bà con nha. Chứ bây giờ đang nhiều quá thì mấy chục lô thì Thiện không thể nào test được nha. Rồi thì cho nên bà con thông cảm. Thì bà con xem kênh thì bà con thấy cảm thấy mến kênh, mến cửa hàng. Thì bà con hãy đăng ký kênh và chia sẻ dùm cho Thiện nha. Rồi Thiện xin cảm ơn tất cả bà con trên mọi miền đất nước nha. Thiện xin chào tất cả bà con.